Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình được người nhận mời đi ăn tiệc thịt nướng ở ngoài trời. Bởi vì là cô hai của bọn mình là mới qua. Thì người nhận hồi sáng vừa gọi cho mình thì bảo là muốn mời cô hai của mình đi ăn. Bởi vì cô hai mình mới qua mà, thì ai cũng mới qua là cũng được mời đi ăn thôi. Bởi vì là mới qua một đất nước mới này, công việc mới và mọi thứ hoàn toàn mới hết. Thì được người nhận mời đi ăn. Nhưng mà vừa nãy mình bảo với người Nhật là bởi vì cô hai cũng là của bọn mình mà, nên bọn mình sẽ, mình vừa nãy mình bảo người Nhật là sẽ làm chung luôn, để mở chung cho cô hai luôn. Thì hôm nay mình sẽ chọn ăn thịt nướng ngoài trời, bởi vì ở Nhật hôm nay là mùa hè rồi nên bọn mình sẽ ăn ngoài trời sẽ mát hơn. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi mua đồ và mua những đồ cần thiết ở ngoài trời ấy, để làm ngoài trời luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ở siêu thị. Thì hẹn các bạn ở siêu thị nhé. Bye bye. Hiện tại bây giờ mình ở siêu thị thì bọn mình sẽ mua ít đồ thịt nướng và những đồ hay là nước chấm này và bia và nước ngọt. Bọn mình sẽ thì bây giờ mình đã cũng nấu xong rồi và bây giờ mình sẽ về công ty làm, và mình sẽ tổ chức ở công ty cơ. Bye bye. I'm not afraid to die.
xin chào mọi người. Mình vừa mới dọn dẹp ở công ty xong. Bởi vì mình làm ở công ty mà, nên phải dọn dẹp cho sạch sẽ, không vào thứ hai hay là những ngày làm việc vào làm người ta thấy lại không hay. Và trước khi làm thì mình cũng đã xin ông chủ rồi, và mình thấy ông chủ cũng rất là hài lòng, muốn cho mình làm ở đấy vì thấy ông mình làm ở đấy an toàn hơn, hạn chế những chỗ đông người ở ngoài như là công viên hơn, nên ông chủ cũng vui và chấp nhận của mình làm ở đấy. Và mình thấy người Nhật cũng rất là tốt đấy chứ, và cũng tùy nữa, đâu phải ai cũng tốt hay là ai cũng xấu đâu. Và mình thấy ở công ty mình người ta rất là tốt luôn, chứ công ty khác thì mình không biết nữa, còn công ty mình thì thấy toàn người tốt, không phải là toàn đâu nhưng mà tốt nó cũng nhiều hơn. Và cái người Nhật vừa nãy tham gia của mình cũng tốt đấy, cũng tốt. Ông trước khi làm thì ông cũng bảo với mình là ông sẽ chuẩn bị hết mọi thứ, từ lò nướng này, than này, những vật cụ cần thiết khi nướng ngoài trời. Thì ông bảo với mình là ông sẽ chuẩn bị hết mọi thứ. Lúc ấy mình cũng bảo là nếu ông mua những đồ đấy thì ông phải ghi ra giấy để cho mình chia tiền của mình và những người tham gia đưa lại cho ông, chứ không để ông chủ mình được. Thì khi làm thì mình cũng nói ông như vậy. Cái hồi chiều buổi tiệc cũng rất vui, thấy người Nhật đấy cũng rất là vui. Mình đấy rất là ít bạn bè, mình thấy ông ít bạn bè lắm, nên khi thấy chơi bọn mình thì ông vui và ông thích chơi những với người Việt Nam một như bọn mình hơn. Và đây là video đầu tiên của mình. Mình sẽ làm những cuộc hành trình và những cuộc đi chơi ở bên Nhật Bản, bởi vì bây giờ dịch nên mình cũng chả làm được gì cả, nên mình sẽ chuyển sang làm những cuộc vui chơi và cuộc sống ở bên này như nào, và những công việc ở bên Nhật Bản như nào, thì mình sẽ làm hết để cho mọi người xem, để cho mọi người xem và mọi người biết ở bên này như nào. Và đây là mình mới bắt đầu thôi, nên còn nhiều sai sót và cần bổ sung thêm. Nếu các bạn thấy video này cần bổ sung những gì thì cho mình xin ý kiến để mình sửa đổi và bổ sung thêm vào những video tiếp theo. Thì bây giờ mình cũng dừng video ở đây. Mọi người cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo hơn. Và bây giờ mình cũng dừng video ở đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.